Anh là một siêu phẩm mới của dòng Galaxy A, đó là Samsung Galaxy A51. Đây là chiếc điện thoại hoàn hảo trong phân khúc, có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của anh đấy ạ. Điểm nổi bật đầu tiên trên Galaxy A51 đó chính là camera macro chụp cận cảnh và bộ 4 camera sau 48 megapixel sẽ giúp cho anh chụp được những bức ảnh ấn tượng trong mọi góc chụp. Galaxy A51 là điện thoại thông minh đầu tiên của Samsung được tích hợp camera macro. Em mời anh Minh cho trải nghiệm ạ. Như nhu cầu của anh thường phải chụp các sản phẩm thật chi tiết, nhưng smartphone thông thường sẽ không đáp ứng được. Anh có thể thử với chiếc điện thoại mà anh đang sử dụng. Không được thật nhở? Để anh thử lại xem nào. Vẫn không được này. Camera macro tích hợp trên Galaxy A51 giúp anh bắt chọn vẻ đẹp đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất trên sản phẩm anh muốn chụp một cách sắc nét chưa từng có. Ngoài ra, Galaxy A51 còn mang đến cho anh những bức ảnh đẹp đa góc độ với nhiều hiệu ứng xóa phông và camera góc sâu rộng. Ảnh chụp luôn chi tiết vượt trội nhờ camera độ phân giải 48 megapixel. Camera AI thông minh nhận biết 30 bối cảnh và tinh chỉnh giúp ảnh đẹp hoàn hảo. Anh sẽ lưu giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc với tầm nhìn rộng lớn hơn bằng những bức ảnh góc chụp siêu rộng lên tới 123 độ chuẩn mắt nhìn. Không chỉ chụp ảnh góc siêu rộng, Galaxy A51 còn có thể chụp ảnh xóa phông hoàn hảo như trên máy ảnh chuyên nghiệp. Với Galaxy A51, anh sẽ luôn sở hữu những ảnh selfie ấn tượng nhờ camera selfie 32 megapixel tăng nét nhất trong cùng phân khúc, cùng hàng loạt chế độ selfie thông minh cho ảnh thêm thú vị. Bên cạnh khả năng chụp ảnh mạnh mẽ, Samsung Galaxy A51 còn sở hữu màn hình tràn viền vô cực Super AMOLED đẳng cấp nhất trong tầm giá đấy ạ. Galaxy A51 mang tới trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao nhờ công nghệ màn hình tràn vô cực tiên tiến nhất. Với Galaxy A51, anh có thể tận hưởng hình ảnh có chất lượng tuyệt vời, giải trí đỉnh cao với màn hình tràn viền vô cực Infinity O 6.5 inch đầu tiên được tích hợp trên dòng Galaxy A, sắc nét và sống động vượt trội nhờ độ phân giải Full HD Plus cùng công nghệ Super AMOLED cao cấp. Galaxy A51 nổi bật với chế tác mỏng nhất trong cùng phân khúc, chỉ mỏng 7.9mm cùng các đường cắt tinh tế ở mặt lưng, không chỉ tạo nên vẻ đẹp thời thượng mà còn mang đến cảm giác cầm nắm vô cùng thoải mái. Galaxy A51 sẽ có đến 3 màu sắc trẻ trung và cao cấp để cho anh lựa chọn. Xanh crush đa sắc, đen crush kim cương và trắng crush lấp lánh. Galaxy A51 được tích hợp công nghệ bảo mật cao cấp và toàn diện nhất, đó là công nghệ quét vân tay dưới màn hình, giúp dữ liệu của anh luôn được an toàn, chỉ một chạm mở khóa dễ dàng. Không chỉ đỉnh cao về camera, màn hình thiết kế, Galaxy A51 còn là một cỗ máy giải trí hoàn hảo với sạc nhanh siêu tốc cùng dung lượng pin lớn, hỗ trợ chơi game mạnh mẽ, chắc chắn sẽ đem lại hiệu năng giải trí tuyệt vời cho anh đấy ạ. Với Galaxy A51, anh có thể tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi với sạc nhanh siêu tốc 15W. Chỉ với 10 phút sạc sẽ cho anh 3 giờ liên lạc, 3 giờ xem phim và 10 giờ nghe nhạc. Thật tiện lợi được không ạ? Gạt bỏ nỗi lo điện thoại hết pin khi cần sử dụng, với dung lượng pin lớn lên đến 4.000 mAh, Galaxy A51 sẽ giúp anh thoải mái sử dụng suốt cả một ngày dài chỉ với một lần sạc. Galaxy A51 sở hữu cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý Exynos 96118 nhân, dung nhịp 2.3 GHz, bộ nhớ trong lên đến 128GB, bộ nhớ RAM 6GB, đủ để anh thỏa thích chơi những tựa game đồ họa khủng. Hơn nữa, máy còn mang tới trải nghiệm chơi game và giải trí tuyệt vời nhờ hiệu năng được tối ưu dựa trên trí thông minh nhân tạo AI thông qua tính năng Game Booster được tích hợp sẵn. Em vừa giới thiệu với anh về siêu phẩm mới của dòng A, đó là Samsung Galaxy A51. Em tin chắc rằng với camera macro chụp cận cảnh, bộ 4 camera sau 48 megapixel, màn hình tràn viền vô cực Super AMOLED, công nghệ sạc nhanh siêu tốc kết hợp với pin lớn, hiệu năng mạnh mẽ và thông minh, Galaxy A51 chắc chắn sẽ đáp ứng hoàn hảo nhất mọi nhu cầu của anh. Em mời anh trải nghiệm sản phẩm ạ.